chuyện gì không cậu? Sao tự nhiên gọi anh bằng cậu vậy? Trời đất ơi, thời buổi này mà còn kêu bằng cậu nữa. Nhưng mà chỉ có hai người, gọi bằng anh nghe nó kỳ kỳ sao á. Trời, thế kỷ 21 rồi, giờ này mà còn kêu bằng cậu nữa, người ta tưởng là đang coi cải lương đó. Người ta cười mình chết đó. Nhưng mà cái chuyện xảy ra sáng hôm nay á, em sợ lắm đúng không? Nếu như mà gia đình anh không muốn á, thì sau này anh đừng ra tìm tụi em nữa. Mắc công trong nhà xào xáo thì lớn chuyện lắm. Em không muốn đâu. Không sao đâu. Anh thu xếp được mà. Chuyện đó rất là nhỏ. Nhưng mà lý do anh hẹn em ra đây á, không phải vì chuyện đó đâu. Vậy có chuyện khác sao? Cái quà anh tặng em không thích sao? Sao không thấy em xài? Dạ em thích, nhưng mà mắc tiền quá à. Em thấy không tiện. Nếu có dịp đi đám cưới á, em sẽ xài. Anh xin lỗi nha, anh tặng quà mà không nghĩ tới cảm nhận của em. Sau này anh sẽ chọn những thứ phù hợp để em có thể xài hàng ngày. Em đừng có buồn anh nhé. Dạ không cần đâu. Một món đó là đủ rồi. Tại em thấy tiếc nên không dám xài thường xuyên. Công nhận ngộ thiệt ha. Lớn lên ở xứ này với nhau hơn 20 năm rồi mà sao giờ anh mới biết em ta? Thiệt là tức ghê. Xứ này biết bao nhiêu người, đâu có ai biết ai hết đâu. Nhưng mà bây giờ anh đã biết rồi. Sau này tụi mình sẽ ở bên nhau, em có chịu không? Chịu không? Sao em không trả lời anh? Sao em không trả lời anh? Em không biết. Út, đứng lại. Em phải biết chứ. Đứng lại. Em không biết đâu. Nè, em phải biết chứ. Hả? Em không biết thiệt mà. Đứng lại. Trời, anh hai, em có nhìn lộn không vậy? Sao anh kiếm em giờ này? Tự nhiên muốn gặp em cho nên anh tới. Anh làm em muốn đứng tim á. Anh muốn gặp em sao? Anh ngồi đi. Lúc này anh muốn gặp em hơn bất kỳ lúc nào hết. Có sao không vậy? Em rảnh mà. Anh có chuyện gì muốn nói với em hả? Em tin trên đời này có tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh hả? Phải. Cái kiểu tình cảm mà mới gặp là yêu liền đó. Em tin không vậy? Có. Em nghe nhiều người nói cái vụ này nhiều lắm à. Mà sao anh lại hỏi em chuyện này? Nè, sao tự nhiên hỏi vụ đó rồi em ru luôn vậy? Thì tại anh muốn biết vậy mà. Chuyện liên quan đến tình yêu nên anh mới tìm tới đây hỏi em. Chứ nếu mà anh nói với ngoại, ngoại cũng đâu có biết ba cái vụ tình yêu sét đánh đâu, đúng không? Anh nói đúng.
Mà anh cũng phải để cho em chuẩn bị, chứ nói bất ngờ quá. Em... Chuyện tình yêu mà làm sao chuẩn bị được hả em? Không phải vừa hồi nãy em cũng nói là có tình yêu sắc đánh trên đời hả? Thì phải rồi. Hôm nay trời đẹp thiệt. Đúng là một đêm rất hợp để nói chuyện tình yêu. Đẹp quá à. Mà anh Đông nhờ anh đưa giùm em thiệt hả anh hai? Ừ, của cậu Đông nhờ anh đưa. Mà nếu em không muốn nhận, để anh đưa lại cho cậu. Thôi, mắc công lắm, chạy qua chạy lại hoài cũng mệt. Để khi nào gặp ảnh á, em sẽ nói với ảnh. Sau này đừng có mua gì cho em nữa. Em tính gặp cậu thiệt hả Út? Dạ. Không lẽ người ta có lòng mà mình lơ luôn không gặp thì kỳ lắm. Em thừa biết cậu Đông để ý em có đúng không? Rồi em tính sao? Em đâu có biết làm sao đâu. Nhà ảnh giàu, còn nhà em nghèo, đâu có xứng. Bởi vậy anh mới nói em không có ưng á, thì đừng để cậu Đông hiểu lầm. Cậu lại nghĩ em tạo cớ cho cậu. Anh hai, thời buổi này văn minh rồi, đâu còn có chuyện phân biệt sang hèn thứ cấp nữa. Đúng không anh hai? Ừ, chắc là vậy. Mà sao em hỏi vậy? Em chỉ nghĩ vậy thôi à, không có gì đâu. Cảm ơn anh đưa cái này cho em nha. Cho em gửi lời cảm ơn ảnh, anh chuyển lời giùm em luôn nha. Anh về nha. Dạ, anh về. Con chim đậu mà anh không bắt, đi bắt con chim bay. Cưới em không đặng. Hò ơ, cưới em không đặng. Hò ơ, cưới em không đặng. Anh thương hoài ngàn năm. Đó, thấy không? Nghe không? Ông còn thương hoài ngàn năm với người ta. Giờ ông ngồi đây mà ông không biết thương nhớ gì hết trơn á. Má kỳ quá, ba hát thôi mà má cũng giận nữa. Mấy câu hò đó, xứ này ai mà không thuộc? Ai hò thì kệ người ta. Người ta thì không có ý gì. Còn ba mày á, rõ ràng là luyến lưu, nhung nhớ nên mới thốt ra những lời đó. Mày á, binh ba mày nữa. Thôi, hết tóc ngứa rồi, trả má. Con qua bên nhỏ bạn đổi mấy cuốn truyện, chút về má nha. Ừ, đi biết đường về á. Dạ. Bực bội thiệt. Thank you.
không có chuyện gì thì ở nhà đi. Mất cái gì mà ông cứ mò xuống dưới đó hoài vậy? Bà nói lạ không? Mình là chủ, không có việc thì cũng phải có mặt, chứ không lẽ nằm nhà? Từ lúc nhân công nó làm biến á thì ai nói tụi nó? Ông lựa mấy đứa nào tin cậy mà mướn? Mướn chi bả thứ cô hồn rồi sợ nó làm biến. Vậy giờ bà không cho tôi ra đường chứ gì? Nói đại đi, sao nhiều lý do quá vậy? Ờ, thì ý tôi vậy á. Ông ra ngoài có ích lợi gì? Nhậu nhẹt thì bỏ tiền ra bao người khác, không thì liếc mắt đưa tình với mấy chủ quán nhậu, tìm hộp dịch lộn, thuốc lá. Đi ra ngoài gây chuyện kiểu ông á, có xích lại mới an toàn. Nè, bà nói chuyện cho đàng hoàng nghe. Bà tưởng tôi là chó hay sao mà xích? Riết rồi không biết bà là vợ tôi hay là bà nội tôi nữa. Không đi chứ gì? Vậy thì không đi. Bà tưởng tôi sợ bà hả? Tránh ra. Ủa, ngoại, ngoại phơi khô để dành ăn hay bán vậy? Ngoại tính bán mà có nhiêu con đâu, chắc để cho thằng hai nó ăn. Trong nhà cũng không có gì ngon con à. Ngoại, ngoại để mấy cái đó con trở cho, mấy chuyện này con rành lắm. Ngoại vô nhà đi, ở đây nắng lắm. Ngoại làm được rồi, có nhúm à, mất công giơ tay con. Anh hai á, anh làm suốt ngày trên bè cực vậy mà hả, nhà ông Chính cho ăn uống keo kiệt lắm, mà ảnh cũng tằn tiện thiệt. Bữa con nấu mắm kho mà ép lắm ảnh mới ăn được mấy chén đó ngoại. Chắc là hả, ảnh lo ngoại bệnh nên không dám ăn xài. Ngoại cũng đỡ rồi, mấy bữa nay trong người hết đau, hết nhức, hết ho luôn. Ngoại, ngoại kêu ảnh mau mau cưới vợ để có người phụ ngoại chuyện nhà cửa nữa chứ. Khỏi cần ngoại biểu, nó cũng có ý cưới vợ rồi. Anh muốn cưới vợ thiệt hả ngoại? Đó, ở trong đó đó, bí mật của nó đó nghe. Làm bao nhiêu tiền nó bỏ vô trong đó hết, nói là để dành cưới vợ. Ngoại nhắm chừng ngày đó không còn lâu nữa đâu. Anh này, sao anh không nói gì với mình hết trơn vậy ta? Ngoại nói rồi, nó muốn giữ bí mật mà. Ngoại, ngoại yên tâm đi, con không nói với ai đâu. Con hứa với ngoại á, là con sẽ là đứa cháu dâu tốt nhất của ngoại luôn. Con sẽ lo trong nhà ngoài ngõ, không có để cho ngoại với lại ảnh phải bận lòng đâu. Ngoại yên tâm nha. Con đi nha ngoại. Tôi chết rồi, nó nói gì vậy cả? Cái đứa mà thằng hai muốn cưới đâu phải là nó. Ông ơi, trời ơi, bỏ giùm cái mớ chim chóc của ông đi. Con mén nó bỏ nhà đi đâu mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, đi đâu được mà đi. Ngày nào nó không lông bông la cà chung quanh đây. Mà bà kiếm đó làm chi? Ông, bà làm cái gì vậy? Coi nè, coi tấm giấy nó để lạ đi rồi nói. Gì? Làm cha mà không có trách nhiệm gì hết trơn á. Gì đây? Ba má cho con đi coi mắt chồng tương lai của con trước nha. Trời, ủa chồng tương lai nào? Không lẽ nó là cái thằng trâu nước hôm trước nó đòi cưới đó hả? Chắc là không phải rồi. Nó biết mặt thằng đó, cần gì phải coi mắt. Vậy chứ là thằng nào? Mẹ ơi, tôi nhớ rồi, nó đi Châu Đốc chắc luôn. Trời, nó lên đó làm gì? Hôm trước nó cằn nhằn cửa nhửi cái vụ cưới xin,
Tôi có nói với nó là ông hẹn hò thề thốt kết thông gia với nhà chính be ở dưới Châu Đốc á, dám nó mò lên trển luôn á. Ơi, bà không biết tính nó hay sao? Tự nhiên nói cho nó biết làm chi vậy? Nó lên nhà người ta nó làm ầm ĩ, rồi tôi với bà có nước độn thổ luôn à. Ghé chỗ nào vậy cô hai? Cứ chạy đi, chừng nào tôi kêu ghé thì ghé. Cô hai à, đi lòng vòng từ hồi nãy đến giờ á, tôi hỏi cô ghé chỗ nào á thì cô không chịu nói. Trời ơi, thì làm sao tôi biết đường mà chạy? Trời ơi, mắc cười quá à. Tôi đang đi kiếm người quen thì anh cứ chạy đi, chừng nào mà tới á thì tôi kêu anh ngừng lại hoặc là ghé vô chỗ nào đó. Tự nhiên phải lo chuyện của tôi vậy? Trời, làm trò quỷ gì vậy? Có biết chạy xe không? Cô hai à, tôi không chở nữa. Bây giờ tôi có chuyện phải về rồi, cô trả tiền cho tôi đi. Trời đất ơi, chưa tới chỗ mà tự nhiên cái bắt tôi trả tiền là sao? Tôi đã nói á là cô phải trả tiền. Tôi hỏi cô cái chục lần rồi cô không biết đi đâu, cô không chịu trả lời. Giờ tôi mệt rồi, tôi không thèm chở nữa. Trời, cô trả tiền cho tôi đi. Trả thì trả, làm như con mình không biết chạy xe ôm không bằng vậy. Nè, không chở thôi, làm gì thấy ghê vậy? Sao anh tới tận đây vậy? Tại vì anh nhớ Út. Má em đang ở sau giường á, nếu mà thấy anh ở đây em không biết nói làm sao nữa đó. Có gì đâu, thì anh sẽ nói thay cho em. Nhưng mà bây giờ sắp tối rồi, nói chuyện ở đây không có được. Có gì mai gặp rồi nói được không? Anh đang làm cái gì vậy? Buông em ra đi. Út, tuần sau anh phải lên Sài Gòn học tiếp rồi. Anh chỉ còn có 2 ngày cuối tuần để ở lại đây thôi. Anh phải đi hả? Thì bởi vậy cho nên anh mới tới đây giờ này. Anh không chờ được nữa. Út Hiền à, anh... Đừng anh. Út Hiền à. Hỏi quỷ này, khi công lại mất sống vậy trời. Trời ơi, không lẽ lặn lội xuống đây phải ở khách sạn hả? Mất mặt lắm á. Làm gì vậy? Cô có sao không cô? Chạy xe kiểu gì vậy? Dạ, hả? Tôi xin lỗi. Cô muốn giết người hả? Dạ xin lỗi cô, tại bạn tôi nó gấp quá nên thắng không kịp, xin lỗi cô nha. Lỗi phải gì? Có biết là cái bộ quần áo này bao nhiêu tiền không? Hả? Nhắm coi có đền nổi không? Tôi xin lỗi rồi mà. Hai anh em đi làm về trễ quá, hơi gấp. Với lại cô cũng không có sao. Thôi, xí xóa nghe cô. Thôi rồi, ai về nhà nấy. Xí xóa cái gì? Bây giờ đền không? 200 ngàn. Không đền thì đừng có hòng mà tôi bỏ qua nghe chưa? Nghe chưa? Cô thông cảm đi, tụi tôi làm gì có nhiều tiền.
cô cho tụi tôi xin lỗi nha. Với lại quần áo của cô có rách chỗ nào đâu. Đúng rồi. Không rách thì nó dơ, nó dơ không xài được. Thấy không? Bây giờ đền không? Hả? Hả? Bây giờ đền không? Ê, có gì từ từ nói cô. Từ từ gì? Cái này gì đây? Ê, cô đừng có đụng vô nha. Trời đất ơi, bây giờ đụng vô nữa hả? Cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Con gái anh lên nhà tôi sao? Phải rồi, má nó có kể sơ về gia đình anh chị cho nó nghe. Chắc nó ham vui, không nói không rằng, chạy tuốt lên trên đó rồi. Dạ, cháu nó đi lâu chưa? Từ sáng đến giờ nhà tôi không có khách nào tới kiếm hết. Nè, bà có thấy không? Anh à, không có thấy anh ơi. Sao anh không thử gọi cho cháu coi nó tới đâu rồi? Có, mà điện thoại nó gọi không có được. Tôi lo quá. Bây giờ tôi đang chạy lên anh nè. Anh thấy nó, anh giữ lại giùm tôi nha, được không? Dạ, được rồi. Để tôi coi, nếu mà thấy tôi sẽ gọi báo cho anh biết liền. Dạ, cảm ơn anh Chính. Dạ. Bà ơi, ơi, lẹ lên. Rồi rồi, xong rồi. Từ từ làm gì mà hối dữ vậy ông? Chuyện gì vậy ông? Nhà anh Hào gọi xuống, nói con gái ảnh tự nhiên đòi lên đây kiếm nhà mình, không biết có chuyện gì không nữa. Con gái nhà Thế Hào hả? Ừ. Vậy chắc là cái chuyện bữa mình cáp mối, bữa mà ông nói tôi nghe đó. Vậy cũng tốt, dù gì thì thằng Đông nó cũng đang ở nhà. Gặp mặt bây giờ, mai mốt nói chuyện hôn nhân, không có bỡ ngỡ nhau cũng hay đó ông. Chuyện bữa đó là nói cho vui miệng. Bà nghĩ thiệt đến mức nào mà làm như là đúng rồi vậy? Tôi đâu có coi đó là chuyện nói chơi. Nhà đó có của ăn, của để. Con họ là có một. Trời ơi, thằng Đông mà cưới nó, không phải là nó cưới nguyên cái gia tài sao? Còn lựa mối nào ngon hơn chứ ông? Thời nay đâu phải như mấy chục năm trước. Nó thích ai thì cưới người đó cho nó. Nhà mình có nghèo đâu mà ép nó đi lấy vợ giàu. Thôi, cho nó tự do, để nó đi theo con đường của ông hả? Tôi nói nó cưới ai thì nó phải cưới người đó, ông biết chưa? Mệt lắm, nói với bà cũng như không. Bà không có móc hàm tôi thì ăn cơm không ngon hả? Không biết nghĩ sao nữa. Đã vậy thì để cho nó ở dưới đó chơi vài ngày đi. Gấp gáp kéo nó về làm chi không biết nữa. Bà không có hiểu cái gì hết. Cái gì cũng phải từ từ. Bộ bà muốn tôi mang tiếng là có một đứa con gái bị ế, phải tự đi tìm trai hay sao hả? Cái gì mà dữ vậy? Thì thôi cứ coi như mình đi xuống dưới đó, mình gặp cái mặt thằng đó tí không được sao? Nói như bà biểu sao người ta không nói là nông cạn. Có ham làm xui với cái nhà đó cỡ nào thì cũng phải giữ giá của mình chứ. Bà hiểu chính be bằng tôi không? Xuống tới đó thấy con Mén là bắt nó về liền. Để coi cái nhà bên đó sao cái đã, rồi từ từ mình mới tiến, hiểu không? Biết rồi, khỏi phải dặn. Con về đó hả hai? Dạ. Đi đâu từ sớm tới giờ vậy? Con ngoài đậy dưới bếp á, xuống ăn miếng đi con. Dạ, chút nữa con ăn. Mấy nay nhờ con điện nó qua nó phụ. Ngoại không có làm gì nhiều nên nó cũng đỡ đau lưng. Mà bữa nay ở ngoài bè bộ bận lắm hả con? Sao con về trễ quá vậy? Dạ, cũng hơi bận bận chút đó ngoại. Con có sao không hai? Con hơi mệt chút xíu hả? Chắc tại con đi bộ về xa.
con đi xa thì chạy xe đạp. Chứ từ ngoài vô đây, trời ơi, đi bộ hao sức lắm. Sao lúc này ngoại không thấy con bỏ ống nữa vậy? Hay tại lúc này ngoại bệnh, rồi con lấy tiền lo thuốc cho ngoại phải không? Mà không chừng sau này con khỏi cần để dành tiền nữa. Không phải tại ngoại đâu. Nhanh dữ vậy, chị đi theo tôi làm gì? Báo hại tôi bị ông rượt vậy chưa đủ sao? Phải tại tôi đâu, tại mấy con ông chứ bộ. Nè, không nhờ tôi á, giờ này á cái mặt của chị á bự như cái ổ bánh bò nướng rồi. Mà nhìn kỹ nha, chị cũng đâu phải hàm hương đâu, làm gì cái đám ông bu dữ vậy? Ăn mặc như vậy chắc cũng không phải con nhà nghèo. Chị ở Sài Gòn hả? Long Xuyên. Mẹ. Ủa, ba má. Trời ơi, cái con nhỏ này, mày đi đâu cũng phải báo cho ba má mày một tiếng chứ. Mày làm vậy là làm sao? Ai biểu má, con kêu má dắt con đi thì má cứ lần lửa hoài, má không chịu dắt. Cho nên con... Ủa mà có chuyện gì ba má lên tới đây vậy? Mày còn hỏi nữa hả? Không phải là tại mày hết hay sao? Hả? Ủa? Mày làm cái gì mà mặt mũi mày tùm lum vậy mén? Con... Dạ, chỉ bị ông rượt á. Nhờ có con mà chỉ mới chạy được về tới đây đó. Làm sao vậy mén? Con nhỏ này nó nói cái gì vậy hả? Đó, người ta nói rồi đó, bị ông rượt cho nên mới te tua vậy. Trời ơi, bị... Trời ơi. Hả? Chết rồi. Cái gì? Cái gì? Ủa, chết rồi, nãy giờ lo chạy đồ đạc cho mất tiêu hết trơn rồi. Trời, trời ơi là trời. Mén ơi là mén. Mày làm cho ba má xấu hổ như vậy, mày mới chịu hả con? Trời ơi. À, ba má. Ủa, trời ơi. Anh. Dạ. Anh mới nói mà tới liền rồi hả? Dạ. Chào anh Chính. Dạ, dạ chào. Ừ, anh. Chào, chào anh chị. Mà hay quá, tụi dạ, tôi dạ, vừa mới tới thì gặp ngay con gái của tôi. Dạ, dạ. Dạ. Má, người quen hả má? Ủa, con nhỏ này nó là con gái của anh chị hả? Nó là đứa út của tôi đó. Thiệt là tình cờ nghe. Con gái anh á, nó cứu con gái của tôi khỏi bị ông đánh. Đúng là có duyên quá đi. Cảm ơn con gái nhiều lắm nha. Dạ. Đây là con gái của anh chị hả? Đúng, nó là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi đó. Hồi nhỏ khó nuôi nên đặt tên nó là Mén. Dạ. Trong khai sinh nó tên là Hương Lài đó chứ. À, con chào hỏi đi. Đây là hai bác Chính mà ba má đã nói với con rồi đó. Ủa, vậy là con tới đúng chỗ rồi hả? Má, ảnh đâu rồi? Ảnh đâu rồi? Người má nói á, học giỏi đẹp trai đâu rồi? Xin anh chị bỏ lỗi cho. Con gái tôi nữa thiệt thà, nghĩ đâu nói đó.
không suy nghĩ gì hết trơn á. Dạ, không có sao đâu anh à. Dạ, dạ. Là cái gì của ảnh nhờ? Tôi hả? Ờ, em gái. Trời ơi, em gái. Vậy là từ nay hai đứa mình là hai chị em. Như vậy là tối nay chị ở lại đây, chị ngủ chung với em nhé. Mén. Mén. Con muốn ở lại á thì con phải hỏi ý hai bác cho phép thì mới ở chứ. Con ở cái gì mà ở? Ba má chạy xuống đây kiếm con là để đón con về liền. Thôi, con không về đâu. Con chưa gặp được ảnh, con không về đâu. Trời ơi, không có gặp ai hết. Ba đã nói về là về. Ông nè, dù sao thì cũng đã xuống tới đây rồi. Hay là cứ... Tôi đã nói về là về. Ôi, đi về. Về đâu. Xin lỗi anh chị nghe. Dạ. Chào. Để lần sau tôi dẫn nó xuống đây để coi cho nó tử tế. Chứ bây giờ coi cái tình cảnh nó như vậy, làm sao tôi yên tâm để nó ở lại đây chơi được nghe. Không 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 sao đâu. Anh chị để cho cháu ở lại chơi vài bữa cho vui. Đó, bà nghe chưa? Con về đâu. Trời ơi. Bà cho con đi đi ba. Bà nói về là về mà. Ông. Má. Ông. Má. Ông. Ờ, chị, à, dạ, anh, dạ, anh chị thông cảm nha. Dạ, dạ. Ông ra coi sao. Làm gì à? Mau lên. Không có về đâu. Lên xe. Dạ, tôi xin lỗi anh chị nghe. Khuya dữ lắm rồi mà còn phải làm phiền gia đình anh chị nữa. Bây giờ vợ chồng tôi phải quay về dưới liền. Rồi để tuần sau tôi sẽ thu xếp công việc rồi đến thăm anh chị, rồi mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nghe. Dạ, ờ, nhưng mà... Nhưng cái gì anh nữa? Anh chị đi xe về cẩn thận hả? Dạ, dạ. Thôi đi đi. Trời ơi, bộ bà muốn ở đây chơi như con mén hay sao? Ông, chuyện gì vậy cả? Tôi không hiểu gì hết. Cái con nhỏ đó là cái đứa mà bà muốn hỏi cho thằng Đông đó hả? Ừ. Mà hay quá ha. Má, chuyện này là sao? Má tính gả anh hai cho chị đó thiệt hả? Cái gì mà gả anh hai? Con này thiệt, nó ngược. Cho tao một cái rồi. Dạ dì Tám uống đi. Anh à, bữa nay có thằng hai nó mời anh ly này, mình còn uống à. Anh uống trước đi rồi tới lượt em. Vô. Dì Tám mời rượu Dượng Tám kiểu đó, làm sao ông uống? Mày không biết gì hết trơn. Trời trưa nắng gắt muốn cháy da. Để cái mặt ông đưa ra ngoài bạc màu lợt lạc hả? Còn đâu vẻ đẹp trai của chồng tao hả mày? Thấy gì với Dượng Tám yêu nhau mà con thèm quá. Để có được tình yêu thiên trường địa cũ như vậy đâu có dễ, phải không gì? Đó, 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 đó. Mày nói đúng lắm. Đúng lắm. Cái gì mà thiên thiên gì đó. Chà, không ngờ thằng hai mày cũng văn chương dữ chứ. Thôi, vô đi dì Tám. Uống một ly, không biết nỗi buồn có bớt đi. Y chang như rượu trong chai này không nữa. Ừ.
Để ba mày thấy mặt ông chửi chết cho coi. Hỏi con vậy có tức không? Con đã mất công lên tới tận đó, sao ba má không để con ở lại luôn? Chờ chút xíu nữa là gặp được người ta rồi. Mày đó, tính bôi trò trát trấu lên mặt ba má mày tới chừng nào nữa hả mén? Hả? Thiệt hết chuyện nói rồi. Con gái mà xách thân lên trên đó đi tìm trai, để đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa hả? Mày thiệt. Ta muốn lấy chồng ở gần thì ba má chơi nghèo không cho. Rồi vợ hả, hứa làm xui với nhà ông chính ba. Con chỉ muốn lên coi mặt chồng tương lai của con ra làm sao thôi. Bổn đường hả? Mày mày ngu quá con ơi. Hứa hẹn là cái chuyện của người lớn, đã vậy thì cứ để cho người lớn người ta sắp xếp cho. Mày làm vậy được cái gì hả? Tao với má mày chỉ có mình mày là con thôi. Mày còn sợ hai cái thân già này đi lo cho đứa khác hay sao hả? Ông à, vụ này giờ tính sao ông? Tôi sẽ gọi điện cho chính bé, rồi coi ngày mày họ xuống đây ăn bữa cơm, rồi nghĩ đại cái lý do dịp dùng gì đó cũng được. Thăm dò ý họ ra làm sao cái đã, rồi mình tính tiếp. Ừ, ông tính vậy coi cũng êm đó. Mày, mày làm cho cả nhà rối lên à? Còn đó. Mấy giờ xe tới đó? Ba nói là để ba kêu xe riêng cho con đi mà sao con không chịu? Dạ, thôi khổ đi ba. Con thanh niên trai tráng, tự đi xe ngoài cũng quen rồi. Với lại nó cũng tiện nữa ba. Thấy chưa, là tôi nói ông hoài à. Mua cái xe để có việc gì đi cho nó tiện. Ông tìm mọi lý do để đừng có mua. Có chuyện cần á, có xe đâu đi, đúng không? Lên trển rồi con đi theo tàu luôn hả? Mấy tháng mới về sao? Dạ, tại con được tuyển vào đợt thực tập đặc biệt. Con được theo tàu diễn dương ra nước ngoài luôn đó ba. Nếu vậy thì tốt. Hay con học hành vậy thì ba má mới yên tâm. Con á, cứ lên Sài Gòn học đi. Học xong về đây á, má bàn với con cái chuyện thành gia lập thất ha. Con á, cũng tới tuổi rồi mà. Má, thôi đi, cái chuyện đó có gì đâu gấp. Con học ra trường rồi á, con còn phải lo công việc của con nữa. Với lại cái chuyện đó má cứ để cho con tự lo cái chuyện tình cảm của con đi. Má đừng có bận tâm mấy cái chuyện đó được không má? Ờ, cái thằng này dĩ nhiên là không có được rồi. Làm cha mẹ phải có trách nhiệm dựng vợ gả chồng cho con cái. Thôi thôi, má không có nói nữa. À, má có chuẩn bị cho con một giỏ đồ ăn nè. Mắm nè, cá khô nè, nguyên một giỏ luôn vậy đó. Chừng nào xe tới, má kêu bà Sáu xách ra gửi ở đằng sau. Con đem lên trển để mà ăn hen. Nó mới vừa lên Sài Gòn là nó đi tàu liền. Thời gian đâu mà nó ăn mấy cái thứ đó. Bà làm chuyện mắc công không nè. Nè, nó không ăn hết thì nó đem theo tàu để bạn bè nó ăn. Có sao đâu. Cho người ta hưởng chút đỉnh thì người ta đối xử tốt với con trai của mình, phải không ông? Dạ, thôi thôi. Con đem theo cũng được, không sao đâu. Ờ, vậy đi. Ba má đừng có bận tâm có chuyện nó làm gì cho mất công. Ừ. Cãi giả nhau làm gì hả? Ừ. Dạ, con xin phép ba nha. Ừ. Ai đâu mà thèm bạn với bà. Lúc nào cũng làm mấy cái chuyện không đâu không. Nè nè, ông nói gì hả? Con nó chưa đi, biết không? Bà rồi nó nói. Công ghê á. Cậu công tử đó đi học thì cứ đi đi, sao mình phải gian nắng ở đây chờ đưa tiễn? Nhiều đó thời gian làm thiếu gì công chuyện. Thì cậu Mạnh Đông cũng là bạn của tụi mình mà em. Lần này cậu đi học xa
thì mình cũng phải tiễn đưa mới đúng tình nghĩa chứ. Sao nãy giờ không nghe mày lên tiếng vậy Hiền? Ờ, thì đâu có gì để nói đâu. Không biết chừng nào mới chịu ra nữa. Đợi nãy giờ cổ dài như cò rồi, chán quá. Tới rồi kìa. Xin lỗi nha, tại tôi lo chuẩn bị đồ đạc cho nên tôi tới hơi trễ. Mọi người chờ tôi có lâu chưa? Dạ lâu, nhưng mà không có sao hết á. Chừng nào anh mới đi? Còn khoảng 2 tiếng nữa à. Anh tới sẽ gọi về. À mà không, anh tới nên anh sẽ viết thư về cho em yên tâm nha. Được không em? Dạ. Cậu lên Sài Gòn giữ sức khỏe nghe. Chúc cậu học hành tiến bộ thành đạt nghe. Dạ, cảm ơn anh hai nhiều. Lần này được về gặp anh hai cũng như gặp mọi người, tôi vui lắm. Tôi sẽ sớm quay về. Tôi đã có dự tính hết rồi, sẽ không lâu đâu. Cô Điển, cô ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Hy vọng lần sau tôi về vẫn thấy cô tươi cười nhí nhảnh như bây giờ ha. Ừ, anh đi Sài Gòn cũng vui nha. Rảnh thì về đây chơi. Qua lần này anh cũng biết mà. Xứ mình cũng còn nhiều thứ vui lắm. Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm mà. Quyết định vậy nha. Thôi xe sắp tới rước rồi, tôi đi đây. Tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Anh đi nha. Trời đất ơi, ngủ tới giờ này mới dậy đó hả? Trời sáng rồi hả má? Nóng nực quá trời luôn á. Sáng cái gì? Giờ này mới có 3 giờ chiều à. Đừng có nói với má là mày ngủ từ tối hôm qua tới giờ mày mới dậy đó nghe. Thì đúng vậy mà. Mới có 3 giờ hả má? Hôm qua bị đám ong ruột con chảy muốn chết. Về mệt quá, ngủ một giấc ly bì con không biết gì luôn. Hèn gì, anh hai mày, anh trở lên Sài Gòn, anh đứng trước cửa phòng mày, anh kêu sùm hả? Anh chỉ nghe mày ngáy o o thôi. Cái gì? Anh hai lên Sài Gòn rồi hả? Hả? À, tới ngày học thì phải lên chứ, ở đây hoài sao? Kỳ vậy? Mấy năm trước anh hai chơi lâu lắm mà. Nghe đâu đợt này nó lên Sài Gòn đi thực tập ở tàu nước ngoài gì đó. Mà thôi, nó ở nhà tụi bè, tụi bạn, không có hay đâu. Thà nó đi sớm cho má đỡ lo. Má, má nhớ cái con nhỏ hôm qua mà nó xách gối lên nhà mình không? Nó là con của cái ông chạy xe hơi hả má? Ừ, con nhắc má mới nhớ. Sao con quen nhỏ đó vậy còn Như? Quen biết gì, đi giữa đường bị ông dí, cái cổ chạy theo con nên... Má, má nhớ cái con nhỏ hôm qua mà nó xách gối lên nhà mình không? Con nhắc má mới nhớ. Sao con quen nhỏ đó vậy còn Như? Quen biết gì, đi giữa đường bị ông dí, cái cổ chạy theo con nên... Vậy thì được rồi, để coi kỳ này ông bà Tư Hào sẽ phản ứng kiểu gì. Đằng nào thì con gái nhà họ cũng tự giác mặt xuống đây tìm mình trước. Con làm vậy tốt đó. Má nói gì không hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà thôi kệ đi, đói bụng quá. Có cơm chưa? Tối ngày cứ lo ăn ăn không à. Còn gái còn lứa nè, ế suốt đời nghe chưa. Ế hay không á, tính sao đi má ơi. Bây giờ con đói quá à. Vì sao?
Dì sao? Dọn cơm ăn. Không biết giờ này anh đã tới Sài Gòn chưa? Có ăn cơm chưa? Có nhớ tới mình không nữa? Hù! Nhỏ này, hú hồn mà. Mày làm gì vậy? Lỡ tao lọt xong thì sao? Thì bơi vô chứ sao? Mày mơ mộng gì á mà ra đây ngồi vậy? Thì tao ra hóng gió cho mát. Ủa mà trễ rồi, qua kiếm tao có chuyện gì hả? Có chuyện mới qua tìm mày. Hiền nè, mày có từng nghĩ trong đám tụi mình rồi có một cặp nào thương nhau thì sẽ ra sao không? Thương nhau hả? Cái đó anh Khang ảnh ảnh thương tao rồi. Thiệt không? Anh Hai với Điển thương nhau thiệt rồi hả? Trời ơi, hồi nào vậy? Sao bí mật quá vậy? Tao không biết gì hết trơn à. Tao cũng bất ngờ mà. Nhưng hổm rày ngày nào anh cũng kiếm tao, rồi nói vu vơ tâm sự. Dù chưa có ngỏ lời chính thức, nhưng tao có linh cảm. Con gái mà, mấy chuyện đó không có linh cảm sai đâu. Trời ơi, chúc mừng mẹ nha. Anh Hai là người tốt đó. Mẹ đi khắp cái xứ này á, cũng không dò đâu ra một người tử tế và hiền lành như ảnh đâu. Tao bảo đảm ảnh sẽ chung thủy với mày trọn đời đó. Mày cũng thấy vậy hả? Đương nhiên. Anh Khang là người tốt nhất đúng không Út? Vậy là hay quá rồi. Sau này á, anh Hai với mày có cưới nhau, tao sẽ làm vợ phụ cho mày. Chịu không? Ừ, dĩ nhiên là tao chịu rồi. Mày á, mà không làm á, là tao tới nhà bắt mày rồi cột lại, rồi mặc áo cô dâu phụ cho mày luôn. Con nhỏ này, ngày cưới mà nói ba cái chuyện bạo lực không à. À Điển nè, ngày cưới á, mày thích mặc áo màu gì? Để tao suy nghĩ coi. Tao thích màu bông lục bình. Nhưng mà thôi, đám cưới mặc màu đó buồn lắm. Màu đỏ đi. Tao sẽ mặc một cái áo dài màu đỏ. Mày thấy được không? Đúng rồi, màu đỏ nó vừa đẹp mà hên nữa. Nếu sau này tao lấy chồng, tao cũng sẽ mặc áo dài màu đỏ. Mà không biết chừng nào mới lấy chồng nữa. Mày đẹp người đẹp nết như vậy, thế nào cũng có chỗ đàng hoàng tử tế mà. Còn nếu mà mày ở giá, thì mày về nhà tao với anh Hai ở, tụi tao sẽ lo cho mày ha.
xỉn như vậy đâu. Có gì nói ngoại nghe coi được không con? Con mất hết rồi ngoại à. Giấc mơ của con, cả tương lai mà con gầy dựng cũng không còn gì nữa. Vậy là sao? Con nói rõ cho ngoại nghe coi. Chuyện gì mà tới nông nổi vậy hả con? Ngoại à, con... Ngoại ơi! Thưa ngoại, con mới qua. À con. Ngoại ơi, má con á biểu đem ít bánh ít qua cho ngoại, mời ngoại dùng lấy thảo. Ủa sao anh hai uống rượu vậy? À, tại hồi sáng mấy người với bè có cho anh chai rượu, thấy trong người anh muốn bị cảm nên lấy ra uống cho nóng người vậy mà. Trời mèn đét ơi, cũng nóng thiệt á. Vậy là chắc anh cảm thiệt rồi. Anh có cạo gió không? Anh uống thuốc gì chưa? Anh có nhờ ngoại nấu cho nồi nước xong. Lát anh xong chắc hết liền à. Nhưng mà em thấy anh bệnh như vậy á, mà anh xin nghỉ không làm một bữa đi. Chứ đang mệt mà còn ráng sức như vậy là không có tốt đâu. Anh sức đàn ông mà, em đừng có lo. Anh ăn cháo không? Để em nấu cho anh tô cháo trứng nhiều hành nha. Ngoài không khỏe đừng để ngoài cực. Em bắt gió anh sẽ đỡ nhức đầu. Mà không biết là anh đang có tới Sài Gòn chưa anh hai ha? Anh có nghe ở dưới bè họ nói cái gì không? Không biết chú Chính á có nói gì không á? Anh không biết. Em có nghe chuyện vui của anh với Điên Điển rồi. Chúc mừng hai người nha. Anh tính chừng nào á đưa Điên Điển về để ngoại còn có cháu dâu rồi cháu cố nữa. Là sao? Anh xấu thiệt á. Không coi em là bạn hay sao vậy? Chuyện của hai người như vậy á, định giấu em tới chừng nào? Mẹ em tò mò thiệt á. Không biết anh với Điển thương nhau hồi nào nữa. Nhưng mà em suy đi nghĩ lại chắc là cũng lâu rồi ha. Có phải từ lúc tụi mình còn nhỏ không? Hả? Ngoài. Hai à? Ừ. Con với con Điên Điển thương nhau thiệt hả? Ngoại, chắc là ảnh còn ngại cho nên ảnh giấu ngoại đó. Con nghe Điên Điển nói á là nó dự định hết rồi, còn để dành tiền cưới vợ nữa. Chắc ngoại sẽ sớm có cháu dâu cháu cố thôi. Ngoại vui nhiều lắm phải không ngoại? Dạ, để con đỡ. Thank you.
Mời vô. Dạ. Mời anh ngồi. Dạ chào ông ạ. Chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên tôi sẽ đi thẳng vô vấn đề. Dạ. Hàng năm công ty chúng tôi đều lựa chọn những sinh viên xuất sắc nhất của trường Đại học Hàng Hải vô công ty làm việc. Năm nay thì cũng không có nằm ngoài lệ đó. Được biết, anh là một trong những sinh viên xuất sắc, cho nên Hải Đăng chính thức có lời mời anh về công ty làm việc sau khi ra trường. Cảm ơn ông nhiều. Chúc chuyến thực tập của anh thành công tốt đẹp. Cuộc đời thủy thủ lên đên, nhưng cũng nhiều thú vị lắm. Tôi hy vọng là anh sẽ không thất vọng cùng với thủy thủ đoàn của công ty chúng tôi. Dạ. Xin cảm ơn quý ông và công ty đã cho tôi điều kiện về làm việc tại công ty Hải Đăng, một công ty có bề dày truyền thống và đầy tiềm năng phát triển. Thôi được rồi, anh về chuẩn bị. Tối nay tàu sẽ nhổ neo. Dạ. Chúc mọi sự tốt đẹp đến với anh. Dạ cảm ơn ông. Ừ. Cái chuyện hôm trước á, ông bàn với tôi á, sao rồi? Chuyện hôm trước là chuyện gì? Thì cái chuyện ông tính mua nhà đó, mua đất ở trên Sài Gòn đó. Chuyện đó đó hả? Ừ. Chắc tháng sau tôi đi Sài Gòn chuyên tôi thăm dò thử coi sao. Phải kiếm miếng đất cho nó đàng hoàng, để sau này con cái nó làm ăn. Tiền bạc nhà mình thì đâu có thiếu, quan trọng mà là tương lai sau này của tụi nhỏ thôi. Ừ, ông tính vậy cũng phải đó. Tôi với ông bây giờ cũng già rồi, an phận tuổi già ở đây cho nó thanh thản. Thằng Đông nó còn trẻ, lại giỏi giang, không lẽ cứ sống hoài cái xứ quê mùa này được. Trời, hôm nay em nói chuyện nghe lọt tai ghê ta. Đương nhiên rồi, em lúc nào mà không có lý. Tại anh, sao? Anh không biết tốt xấu, tối ngày kiếm cách chèn ép em hoài à. Sáu ơi. Dạ. Coi ai ở ngoài mở cửa giùm Sáu. Dạ dạ. Dạ, thưa ông bà, cậu Hai về. Dạ, thưa ba với má con mới về. Nè, sao con về sớm vậy? Ba má đang bàn về cái chuyện mua nhà ở Sài Gòn cho con á. Ủa, có chuyện gì mà sao ba má bàn chuyện mua nhà ở Sài Gòn cho con? Cái thằng này hỏi ngộ ghê á. Mua nhà tất nhiên là để ở rồi. Trước sau gì á, con cũng phải làm việc ở trên đó. Không lẽ ba má không đủ tiền để mua cho con được căn nhà đàng hoàng sao? Phải an cư mới lạc nghiệp được chứ. Dạ, thưa ba má, con thực tập xong rồi. Ừ. Nhưng mà con không tính làm việc ở trên Sài Gòn đâu ba má. Con nói vậy là sao? Dạ, tại cái chuyện thực tập của con nó không thành công như ý muốn. Con xin vô công ty lớn làm á thì không có được, nhưng mà làm cho công ty nhỏ thì con không có cam tâm.
Cuối cùng con suy đi tính lại á, con mới quyết định là con về đây. Được lắm, hay ha. Uổng công ba cho con lên thành phố ăn học bấy lâu nay, bây giờ là coi như công cốc rồi. Ba còn đi khoe khắp nơi là có con trai ăn học giỏi giang, tương lai rạng rỡ, sau này sẽ làm thuyền trưởng. Bây giờ ba phải nói gì với bà con chòm xóm đây hả? Làm sao ba dám ngẩng mặt ba đi nhìn mọi người nữa? Dạ ba với má đừng có lo, con con tiếp nối nghề nuôi cá bè của nhà mình hả ba ha. Ba, con hứa với ba là con sẽ không bao giờ làm cho ba má thất vọng đâu. Mày nói cái gì? Mày nói vậy mà mày nghe được hả? Hả? Ba với má bây giờ không phải là thất vọng đâu, mà là tuyệt vọng, mày nghe chưa? Mày muốn cái gì? Bữa nay tao cho mày một trận nên thân mới được nè. Hả? Ông, ba. Ông. Con xin lỗi ba. Con biết con sai rồi. Sao? Ba cho con thêm một cơ hội đi ba. Ông, bình tĩnh chút coi. Bây giờ chuyện cũng xảy ra rồi, ông đánh nó thì có ích gì? Rồi bà nín đi. Với lại cái chuyện cũng đã lỡ rồi, đánh đập vậy đâu phải cách. Tụi nó bà nín đi. Tôi dạy con, đứa nào dám nói hả? Rồi bà coi nè, mai mốt mà nó không xin được việc á, nó về đây nè, rồi người ta cười trên đầu tôi, trên đầu bà cho thúi á, bà biết chưa? Mày kìa. Bà. Ông, cái gì vậy? Mày. Cái gì? Mày. Đánh. Mày ông, nè ông, mày. Ba mày. Ba mày. Trời ơi. Anh có mắt không vậy? Đi đứng cứ vậy. Xin lỗi cô, không cố ý đâu. Tôi đụng cô nhẹ thôi mà, cô có sao không? Cô bị gì vậy? Tôi không có sao. Anh là tôi Chị. Chị không sao hả? Chị không có sao. Không sao là được rồi. Đây là anh hai em, anh Mạnh Đông. Đây chị Mén, bạn em. Chào cô, xin lỗi nha. Dạ. Bà thấy con bà chưa? Thấy chưa? Chào hai bác. Má. Ủa? Hả? Bộ anh hai muốn về đây lập nghiệp hả? Nhìn ảnh con thấy nghi quá. Mà làm như có chuyện gì á, mặt mày đưa đám, nhìn phát ghét. Lanh chanh nhiều chuyện nữa à. Đi kiếm chiếc dép lượm cho tôi coi. Dạ. Dạ con chào hai bác. Con nè, lâu lâu ghé chơi, gặp lúc gia đình nhà bác lại có chuyện không vui. Dạ không có gì đâu bác. Hai bác cứ coi con như là con cháu trong nhà cũng được mà. Dép nè ba. Con lên đây lấy thuốc cho má con hả? Dạ. Má con biểu con xuống đây đi chung với hai bác. Xe nhà con đang chờ ở ngoài á. Vậy hả? Ông ơi, vậy thôi mình đi đi, không thì trễ mất á, đường vô Tri Tôn còn xa. Ừ, đi. Thôi đi ông. Ba má, cho con đi với, con chưa đi Tri Tôn lần nào hết. Ở nhà, không có đi đâu hết á. Thôi đi bà. Ba đi, ở nhà. Cái nhà này riết rồi không ai coi mình ra gì hết trơn. Nè. Có anh trai đẹp vậy mà giấu tôi nghe. Trời xấu quá. Giấu gì đâu. Tại mấy lần trước chị tới, anh không coi nhà. Chà. Coi bộ chị kết anh hai em rồi phải không? Còn phải hỏi nữa. Trời, anh hai em vừa đẹp trai vừa lãng tử, đúng là mẫu người đàn ông của chị á. Vậy chị làm chị dâu em đi. Để em nói với ba má, hỏi chị cho ảnh. Hơi, nhỏ này, gì mà chị dâu, ai thèm chứ. Thôi, chị phải đi với hai bác rồi. Bữa nay chị rảnh chị ghé chơi nha. Dạ. Khoái muốn chết, còn giả bộ nữa. Anh hai. Ừ.
Có chuyện gì mà anh nhắn em ra đây gấp vậy? À, anh buồn quá nên muốn gặp em để nói chuyện chơi thôi. Em có rảnh không? Sao anh nói chuyện với em càng lúc càng khách sáo vậy? Mà có thiệt không có chuyện gì không? Sao em thấy mà anh buồn quá vậy? Em biết tin Mạnh Đông đã về đây rồi đúng không? Em có nghe Út Hiền nói. Thì sao? Mạnh Đông nói là sẽ ở lại đây để tìm cách gần gũi và tìm hiểu Út Hiền. Út Hiền cũng có vẻ rất thích Mạnh Đông. Bây giờ anh không biết phải làm sao. Mạnh Đông hơn anh nhiều thứ, cho nên anh cảm thấy mình không còn một chút hy vọng nào hết. Anh không thể thổ lộ tình cảm của mình được. Thổ lộ tình cảm? Anh rất muốn nói cho Út Hiền biết tất cả, nhưng thấy cổ vui vẻ với Mạnh Đông, anh lại không thể mở lời được. Không, không không, không lẽ người con gái mà anh vẫn thường hay nhắc với em là Út Hiền hay sao? Thiệt lòng anh đã muốn nói với Út Hiền từ trước, cũng tại anh nhát quá nên không dám nói ra. Bây giờ đã trở thành kẻ thứ ba thừa thãi rồi. Chuyện tình cảm rất khó nói, nên em không biết khuyên anh sao nữa. Bây giờ em có việc phải làm, em về trước đây. Con xin lỗi, ba vẫn còn giận con sao? Ba có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy ba? Ngày mai con lên Sài Gòn, bắt đầu lo chuyện công ăn việc làm đi. Nhưng mà ba biết rồi, kết quả tốt nghiệp của con. Với lại con cũng đã nói với ba rồi. Con muốn... Ba hiểu. Ba cũng đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Ban đầu á, ba rất là giận vì đã lỡ kỳ vọng về con. Mà thôi không sao. Thời buổi bây giờ, muốn xin việc làm không nhất thiết phải dựa vào năng lực hay là bằng cấp. Con vẫn còn một con đường khác để đi. Ba tin con đủ thông minh để hiểu ý của ba chứ. Dạ. Dạ ý của ba là... Con đưa cho người ta một số tiền để lo lót, miễn sao có một việc làm tốt là được rồi. Tiền bạc với nhà mình là chuyện nhỏ, danh dự mới là chuyện lớn. Nếu mà con không tạo được mấy mối quan hệ thì để ba nhờ mấy người bạn kiếm đường giúp con. Nè, ăn đi. Muối gốc Tây Ninh đó. Trời, chị kêu người đi mua của bà Năm ở ngoài chợ, theo cái yêu cầu của em đó nha. Trời, bữa nay làm gì mà tốt bụng như vậy ta? Không biết là em ăn vô rồi có bị đau bụng không đấy? Nhỏ này, làm gì có chuyện đó. Chị là nổi tiếng là một người hiền lành và tốt bụng nhất từ xưa tới giờ mà.
Thôi đi, không dám đâu chị. Em nghi chị lắm. Chắc chắn chị có âm mưu đen tối rồi phải không? Nhỏ này, cái gì mà âm mưu nghe ghê vậy? Thật ra thì chị tính nhờ em một cái chuyện nhỏ xíu à. Biết liền mà. Tha chị tự thú, em còn có thể giúp đỡ. Thôi được rồi, chị nói đi. Em cũng biết là chị khoái anh hai em mà đúng không? Ai mà không biết. Chị háo sắc lộ liễu như vậy còn hỏi nữa hả? Chính vì vậy á, chị mới muốn em tìm cách để tạo điều kiện cho chị với anh hai em gặp mặt, rồi gần gũi nhau hơn. Chị muốn gần gũi đến mức nào? Em mới biết, để coi coi có giúp được không chứ. Nhỏ này chọc chị hoài à. Thôi giúp chị đi mà. Nhưng mà ba, con thấy như vậy không được đâu ba. Có cái gì đâu mà không được. Con cứ yên tâm mà đi liên hệ, bao nhiêu ba cũng lo cho con được hết. Không, ý của con là con không có muốn đi cửa sau như vậy. Chẳng thà con thất nghiệp còn hơn là phải cúi đầu đi nịnh nọt người ta, tự nhiên đem tiền của nhà mình đi cho người ta xin việc làm. Mày á, mày chỉ được cái là nói cho giỏi thôi hả? Nếu thật sự mày có năng lực thì đâu có gặp cái cảnh này. Tao đâu cần phải phí tâm phí sức cho mày như vậy. Dẹp hết mấy cái sĩ diện ảo mà lo tương lai của mày đi. Con xin ba, chuyện việc làm của con ba cứ để cho con tự lo liệu được không? Cũng được. Nói thử ra cái ý định của mày cho tao nghe coi. Ba, con nghĩ là con vẫn quyết định tiếp tục nuôi cá bè, cái nghề kinh doanh của gia đình mình từ xưa đến nay đó ba. Con cũng đã tính toán xong hết rồi. Con nghĩ vậy nè, bên cạnh việc đầu tư thêm nhiều bè cá, con kiếm nguồn, lo tìm đầu ra, tiêu thụ cá, mà không cần phải qua tay các thương lái nữa. Như vậy chúng ta sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn đó ba. Con sẽ... Nghề nuôi cá bè đó bây giờ không có còn như ngày xưa nữa. Ở đây nhiều người đã dần thu hẹp lại rồi, vậy mà con lại muốn đâm đầu vô mở rộng. Con học hàng hải chứ không phải học kinh tế mà nói là làm quy mô. Dạ, nhưng mà ba yên tâm đi, con nghĩ là con tính là con sẽ làm được. Ba, hay là ba cứ giao cho con thử là một lần đi ba. Tương lai phụ thuộc vào quyết định của con lúc này rồi. Vậy mà mày muốn thử là sao? Còn bây giờ con rất có quyết tâm, và con có niềm tin vào công việc của mình. Con xin ba, ba cứ cho con một cơ hội đi ba. Con cần phải suy nghĩ thêm những cái gì ba nói từ nãy đến giờ, rồi sẽ nói tiếp chuyện này. Gần gũi hả? Coi bộ hơi khó à nha. Sao vậy? Anh hai em á, tính tình kỳ lạ lắm. Đối với con gái á, ảnh rất lạnh lùng. Muốn tiếp cận được ảnh á, không phải dễ dàng đâu nha. Trời ơi, thì bởi biết khó cho nên chị mới nhờ tới em. Cố gắng giúp đỡ chị đi, rồi sau này chị sẽ hậu tạ. Chịu không? Nhớ đó nha. Chị hứa là phải giữ lời đó. Em yên tâm, sau này mà chị làm chị dâu của em á, em muốn cái gì chị cũng chiều hết trơn á. Được rồi, để em nghĩ cách coi. Nhưng mà chị phải tuyệt đối nghe lời em mới được. Chị biết rồi, em nói cái gì chị cũng nghe hết trơn á. Vậy mà bữa trước á, em hỏi á, muốn làm chị dâu em hôn, ai nói không thèm. Nếu chị nói từ bữa đó, em đã sớm nghĩ cách rồi, đỡ tốn thời gian rồi. Mệt ghê vậy đó. Trời ơi, tại vì do đó người ta mắc cỡ cho nên người ta nói đại chứ bộ. Trời ơi, chị cũng biết mắc cỡ nữa hả? Có phải chị không? Chị, cái lắc chị đẹp quá ta.
Chị mua đâu vậy? Trời ơi, chị nhờ người mua giùm ở trên Sài Gòn lẫn đó. Dễ thương quá à. Chị cho em mượn đeo thử nha. Được. Em gỡ cho. Đây 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 đây, chị đeo cho. Chị thấy em đeo đẹp không? Em có thích không? Nếu như em thích thì chị tặng. Thôi em không lấy đâu, kỳ lắm. Gì đâu mà kỳ, không có sao hết trơn á. Em nhận đi cho chị vui nha. Dù sao mai mốt mình cũng là chị em, không phải hả? Tất nhiên rồi, vậy em lấy nha. Trời ơi, mà chị nói thiệt nha, em đeo còn đẹp hơn chị nữa đó. Đẹp quá. Sao mà anh hai em đi lâu về quá vậy? Bình tĩnh đi. Làm gì mà chị nôn nóng dữ vậy? Chút xíu nữa anh về liền à. Ba má em đi vắng rồi. Lát nữa cho chị tự do thổ lộ. Ý, anh hai về kìa. Ý, em vô trong nhà. Chị tự lo liệu đi đó. Anh Đông. Ủa, cô tới kiếm em gái tôi hả? Sao không vô nhà ngồi chơi cho mát mà đứng ngoài này? Dạ không có. Bữa nay em tới đây gặp anh. Gặp tôi có chuyện gì vậy? Em mời anh ngồi. Anh ngồi đi, em thưa chuyện với anh. Ngồi đi anh. Sao? Có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Nếu mà cần gì á, tôi coi giúp được á thì tôi sẽ giúp. Thật ra em muốn nói là em rất là thích anh. Cô làm gì vậy? Cô đang giỡn với tôi hả? Không, em không có nói giỡn, em nói thiệt á. Em thích anh lắm. Lần đầu tiên em gặp anh, em đã có cảm giác anh chính là người đàn ông của cuộc đời em. Hình như là cô giỡn hơi quá lố rồi đó. Tôi với cô có quen biết nhau gì đâu. Sao tự nhiên cô có thể thích tôi được? Không sao hết. Chưa quen thì từ từ quen. Tụi mình có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau mà. Em nghe bé Như nói anh không có đi Sài Gòn nữa, mà anh ở đây luôn đúng không? À, như vậy thì sau này em với anh sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi nhau hơn. Tình cảm chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn anh ha. Mà tôi thấy hình như cô đang hiểu lầm thì phải. Cô là bạn của em gái tôi. Tôi cũng coi cô như là em gái của tôi thôi à. À, chắc có lẽ tại vì tôi đối xử với cô quá niềm nở cho nên cô hiểu lầm đúng không? Em nói thiệt mà. Em thật sự rất thích anh. Em tin. Em tin là tình cảm chân thành của em sẽ làm lay động trái tim của anh. Anh cho em cơ hội nha. Nha. Cô nói xong chưa? Tôi không có thời gian để nói chuyện nhảm nhí với cô đâu. Tôi đi đây. Anh đứng lại coi. Có chuyện gì nữa?
Anh có muốn là tôi sẽ cho anh thêm thời gian để suy nghĩ không? Không cần. Thực tế tôi không hề thích cô. Cần gì phải suy nghĩ chứ? Anh dám từ chối tôi hả? Tại sao không? Có sao mà không dám? Tôi nghĩ sao tôi nói vậy thôi. Vậy nha. Nè, cô làm ơn đi về đi. Ở đây có ai thương hại cô đâu. Đừng có giả bộ nằm đó xỉu nữa. Nè, cô nghe tôi nói gì không? Sao thiệt hay giả vậy? Hả? Cô ơi, cô sao vậy? Cô có sao không? Như ơi, Như mẹ bị sao nè? Trời ơi cô ơi. Trời đất ơi, anh Hai làm gì chị mén xỉu vậy? Anh Hai có làm gì đâu. Em ăn nói cho đàng hoàng đó. Tự nhiên lăn đùng ra xỉu. Anh có biết gì đâu. Nó tầm bậy tầm bạ không à. Bây giờ anh ẵm chị đi bệnh viện đi. Có chuyện gì là tại anh đó. Em vô duyên mà sao lại tại anh? Không phải tại anh, chẳng lẽ tại em chứ. Thôi đi lẹ đi. Lỡ có chuyện gì á là lớn chuyện chứ không chơi đâu. Nhanh đi. Em lại phụ anh cái. Em hả? Bạn em hả? Nhanh đi. Người nặng dữ trời. Cũng may là chị mén không sao á. Nếu mà có gì á, anh Hai chết chắc. Vô lý. Tự nhiên mà dính vô ba cái chuyện lãng xẹt. Đúng là xui xẻo thiệt mà. Dạ con. Dạ, chào hai bác. Con ơi, con có chuyện gì vậy nè? Hả? Có chuyện gì nói má nghe coi. Má. Trời ơi, con bị sao mệt hôn? Sao tự nhiên lại xỉu vậy? Ba má vừa nghe tin con là tóc hành chạy lên đây với con liền đó. Con không sao. Tại con cãi nhau với người ta, tức quá cho nên con mới xỉu. Trời đất ơi, Đứa nào dám làm con gái của tôi tức? Nói má nghe, má làm cho nó biết mặt. Ba má. Ủa, anh chị tới rồi hả? Dạ chào anh chị. Dạ chào chị. Chị ở chồng tôi á, chỉ nghe tin con mén nó xỉu mà không biết có chuyện gì nên tức tốc lên đây liền. Dạ. Mà nó có làm phiền với anh chị không vậy? Có cái gì đâu anh. Tụi tôi cũng coi cháu như con cái ở trong nhà mà. Dạ. Con thấy trong mình sao rồi? Có đói bụng không? Để bác kêu con Như nó mua gì cho con ăn hen. Con không ăn đâu. Con bị người ta làm tức cho tới no luôn rồi. Con không ăn nổi nữa đâu. Quên nữa. Đang nói có chuyện đó nửa chừng. Bây giờ đứa nào ai? Anh á. Anh chọc con tức á. Anh chọc cho con tức chết luôn đi chưa rồi. Chuyện gì nữa vậy? Nói má nghe coi. Dạ má. Chuyện là anh Hai thấy chị dễ thương cho nên chọc ghẹo chị có mấy câu à. Không ngờ chị mén chị tức giận thiệt nên lăn ra xỉu luôn. Vậy hả? Con á, thiệt là con nít quá đi. Chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng tức giận chi không biết nữa à. Đông. Dạ. Đứng đó làm gì? Lại xin lỗi em tiến đi. Nhanh lên. Xin lỗi. Thôi mà. Có gì đâu mà lỗi phải. Sẵn dịp hôm nay mời hai anh chị và hai cháu. Dạ. Hôm nào rảnh xuống nhà. Dạ. Tôi chơi cho biết. Dạ. Cũng là để cho vợ chồng tôi nói lời cảm ơn. Anh khách sao quá. Nếu có dịp tụi tôi nhất định sẽ xuống thăm gia đình nhà anh. Cái gì vậy? Không có mắt sao? Dạ tôi xin lỗi cô Út. Dạ tôi lỡ tay. Lỡ cái gì mà lỡ? Bà cố tình chứ lỡ tay cái gì? Tưởng tôi không biết mấy cái trò của bà hả? Muốn tôi đuổi việc bà luôn không? Dạ. Càng ngày á,
Tôi thấy tôi không vừa ý chị đó chị sao? Dạ. Ăn thì rơi rớt, làm thì đổ bể. Dạ. Không làm ra gì hết trơn á. Nếu chị không muốn làm chị nói tôi tiếng, để tôi như người khác. Dạ, tôi không có ý gì đâu. Tại tay chân nó vụng về. Dạ, mong bà chủ với cô Út bỏ qua cho. Dạ, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn à. Thôi được rồi, chị cứ đem ra ngoài đi, không có chuyện gì đâu. Dạ, cảm ơn ông bà. Cảm ơn cô Út à. Hai má con bà thiệt là chuyện nhỏ xíu à. Mày á, có cái gì đâu mà phải làm sùm như vậy. Thì ông á cũng phải để cho tôi ra vẻ bà chủ một chút chứ. Nếu không người làm trong nhà này nè lừng mặt coi tôi ra gì. Bà rảnh quá à, lúc nào cũng dở cái thoái chủ tớ, ức hiếp người khác như vậy. Cái nhà này á, trừ hai má con bà ra, ai mà dám mà lên mặt nổi. Phải rồi, tôi làm phách khó chịu vậy đó, cho nên ông mới không chịu nổi đi tìm người khác hiền lành dịu dàng hơn tôi chứ gì. Bà xỏ xiên cái gì đó. Lát nữa anh chị Tư Hào đến á, đừng có nói tào lao ba láp là không xong với tôi đâu nghe. Ủa, tới giờ cơm rồi sao không thấy Mạnh Đông về ăn cơm vậy anh chị? Mời anh. Dạ. Nó nói với tôi, nó có công chuyện làm nên không có về kịp chị à. Dạ. Nè, cạn ly đi anh. Rượu này á, tôi ngâm lâu lắm rồi. Chỉ dành đãi khách quý thôi đó nghe. Ui, anh chị cũng thiệt là có phước. Con trai thì giỏi giang khỏe mạnh, con gái thì thông minh nhanh nhẹn. Nhà tôi chỉ có mỗi một đứa con gái thôi, nhiều lúc nghĩ cũng buồn. Sau này nó đi theo chồng rồi, chắc nhà cửa cũng vắng vẻ lắm. Vậy thì chị cho nó lấy chồng gần gần thôi, để nó thường xuyên về nhà thăm anh chị. Vợ chồng tôi á cũng muốn vậy lắm chứ. Nhớ ngày xưa anh em mình có hứa, yeah, sau này sẽ làm xuôi gia. Cứ tưởng là nói chơi cho vui, ai ngờ có duyên thiệt. Yeah. Còn mén nhà tôi trước giờ nó kén lắm, vậy mà từ ngày nó gặp thằng Mạnh Đông á, nó lại cảm mến. Dạ. Yeah. Tôi thấy rõ ý tứ con nhỏ rồi. Cho nên á, bữa nay tôi muốn có vài lời. Mong anh chị hiểu cho cái tấm lòng của những người làm cha làm mẹ như tụi tôi đây. Thưa ba má con mới về. Con đi đâu giờ này mới về vậy? Sáng nay nhà có khách, má kêu con về ăn cơm mà con không chịu về. Con có biết con làm như vậy ba má mất mặt với người ta lắm hay không? Con xin lỗi má với lại xin lỗi ba. Thật sự con không muốn gặp ông bà Thế Hào một chút xíu nào hết á. Với lại... Cái gì? Cái cô gì đó. Con không muốn có quan hệ gì với cô ta hết á. Hay quá ha. Nói không thích là có thể không gặp người ta phải không? Dù sao đi nữa cũng là cha mẹ vợ của con, con phải biết cách mà cư xử cho đàng hoàng một chút chứ. Má, má nói gì kỳ vậy? Cha mẹ vợ của con là sao? Với lại sao mà biết người đó là ai chứ? Còn ai vô đây nữa? Người ta đã chấm con làm rể rồi đó. Con á, cố gắng biểu hiện cho đàng hoàng đi. Thôi mà má ơi, không có được đâu mà. Con thấy cái chuyện lạ lùng lắm. Với lại con nói không được là không được. Sao không được? Con mén vừa dễ thương vừa nhanh nhẹn, gia đình người ta là gia đình danh giá, sung túc. Quan trọng là người ta rất chú ý tới con. Vậy mà con còn chê người ta ở điểm nào nữa đây? Má à, con không có chê bai người ta gì hết á. Chỉ là... Con không phải nói nhiều, ba má đã quyết định rồi. Bà nè,
Hay là để cho con nó suy nghĩ kỹ càng một thời gian đi. Dù sao cũng là chuyện trọng đại của một đời người mà. Suy nghĩ gì nữa? Điều kiện như vậy không phải là quá tốt rồi hay sao? Ở đời không có ai may mắn hoài đâu ông. Tuy vậy cũng nên quan tâm đến tình cảm của tụi nhỏ chứ. Thời buổi bây giờ tự do phóng khoáng, mình đâu có thể nào lấy quyền làm cha làm mẹ mà ép duyên nợ của con cái được. Tự do là con cái có quyền cãi cha mẹ hả? Để làm theo ý mình hay sao? Cha mẹ đặt đâu thì con cái phải ngồi đó, không được quyền trái ý. Má à, Không phải hôm trước á, con nói là muốn tiếp tục nghề nuôi cá bè nhà mình hay sao? Con cưới con mén về thì ba má sẽ giao hết sản nghiệp cho hai đứa làm ăn. Bà nói vậy là quá đáng nghe. Con làm gì mà thở dài nghe não nuột quá vậy con? Dạ, đâu có gì đâu ngoại. Không có chuyện gì, sao mặt con thấy buồn hiu vậy? Nói cho ngoại nghe thử coi chuyện gì. Dạ, không có gì thiệt mà ngoại. Tại tự nhiên bữa nay nghe tiếng dế kêu, con thấy hơi buồn buồn. Trời đất ơi, ngày nào mà không nghe tiếng dế kêu rỉ rả hả con? Tự nhiên cái bữa nay mày đặt buồn nữa. Cái Mẫn này là muốn vợ lắm đồ phải không? Con nói thiệt cho ngoại nghe đi. Vợ con gì ngoại ơi? Con còn trẻ mà, lo cái gì? Từ từ rồi tính. Với lại con còn phải lo cho ngoại nữa mà. Ngoại già rồi, sống nay chết mai, có gì đâu mà phải lo hả con? Chỉ tội cho con, hai mươi mấy ba mươi tuổi đầu rồi mà chưa yên bề gia thất. Cũng tại vì nhà mình nghèo quá, ngoại thì già yếu, không làm gì đỡ đần cho con được hết. Ngoại à, ngoại đã vất vả nuôi con từ khi nhỏ xíu, giờ con không lớn mà phải để cho con báo hiếu chứ. Chỉ cần ngoại khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi với con là đủ rồi. Con đúng là một đứa hiếu thảo, nhất định con sẽ có được một người vợ tốt. Tới lúc đó ngoại cũng được yên tâm mà nhắm mắt. Không được, ngoại còn phải sống lâu để còn ẵm cháu cố nữa chứ. Con cứ lấy vợ sinh con đi, bao nhiêu đứa cháu cố ngoại cũng nuôi hết. Con nè, chuyện tình cảm riêng của con ngoại không xen vô đâu. Có điều hôn nhân là chuyện hệ trọng một đời người, hằng vạn lần không nên chọn sai. Con đừng vì cá nể hay nhút nhát mà làm lỡ tình cảm của con.
con hiểu ý ngoại mà, phải không con? Dạ, con sẽ nhớ lời ngoại dặn. Ủa, ông kiếm ai vậy? Chị cho tôi hỏi, có phải nhà ông Chính Bè ở đây không vậy? Ừ, nhà Chính Bè. Ừ, tôi là vợ ổng. Ông là ai vậy? Có khách hả bà? Ai vậy hả? Ủa, trời ơi, anh Năm. Khỏe không vậy? Hơn 20 năm rồi. Ừ. Vẫn còn có cơ hội gặp lại anh. Ừ. Bà nè, đây là anh Năm Thọ, bạn nói khốn của tôi. Dạ. Hồi xưa đó. Anh đi làm ăn xa, lâu lắm rồi giờ mới gặp lại. Thôi thôi, vô nhà chơi. Tôi nói làm vài món anh em mình lai rai nha. Đi đi. Dạ. Anh. Bạn bè gì, nhìn cái mặt đã thấy ưa không nổi rồi. Ăn đi anh. Ừ. À quên. Dạ. Lâu rồi anh có nghe tin tức gì của Tư Hồi không? Lỡ sau này mình không là vợ chồng thì sao hả anh? Mình thương nhau như vậy, sao lại không thành vợ chồng chứ? Đợi ngày lành tháng tốt, anh sẽ kêu ba má anh qua hỏi cưới em. Anh nói thiệt không? Sao lại không thiệt? Bộ em không tin anh hả? Không phải là em không tin anh, nhưng em sợ. Em sợ chuyện gì? Nói anh nghe đi. Em sợ ba má anh sẽ không cho anh cưới em làm vợ. Nhà em nghèo quá, không môn đăng hộ đối. Thiệt là ba má thương anh lắm. Hơn nữa em là người nết na, ngoan hiền nhất xóm này, thì làm sao ba má anh không đồng ý được. Nhưng em vẫn sợ sợ sao á. Anh hứa, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bỏ em. Em không phải lo sợ gì hết, em biết chưa? Nói cái gì chứ? Muốn cưới cô Tư Hồi làm vợ hả? Dạ, con Tư Cổ. Xin bà má cho tụi con lên vợ nên chồng. Con ngàn lời cứu xin ba má. Mày có điên không? Mày không có biết con đo phân định hay sao hả chứ? Nghèo đâu phải là cái tội đâu má. Cổ tuy nghèo nhưng đảm đang hiền lành chịu khó. Con tin sau này cổ sẽ là một người dâu giỏi giang, hiền lành, hiếu thảo với ba má mà. Im đi. Mày không cần dạy khôn tao. Hiền lành thì được cái gì? Biết đâu nhà nó ngắm nghía vô cái gia tài nhà này, lấy rồi á là lén lút gom góp sách đi. Ai mà biết được. Tao không bao giờ chấp nhận á đứa con dâu không có môn đăng hộ đối. Mày có biết chưa? Má mày nói đúng đó. Làm vậy ba má mày biết giấu mặt ở đâu hả con? Gia đình mình mấy đời danh gia vọng tộc ở cái xứ này, mày không thể làm cho ba má mày bẻ mặt với bà con và mọi người được. Nhưng mà con thương Hồi. Nếu mà má không đồng ý, con sẽ bỏ nhà đi theo người con thương. Cái thằng này mày giỏi lắm. Vì một đứa con gái không ra gì mà cãi cha cãi mẹ.
Bây giờ mày coi tao với má mày không bằng con nhỏ đó phải không? Nè, mày muốn bỏ nhà để theo gái hả? Để á, tao coi hai đứa mày không một đồng xu với tôi lấy cái gì mà sống. Mày vốn liếng không có, lại không biết làm ăn. Con đó nó nghèo sơ nghèo xác. Mày á, mày định ôm vợ nhịn đói mà sống hả con? Thôi, nghe lời ba má đi con. Ba má sẽ kiếm cho con một người vợ môn đăng hộ đối. Rồi hai vợ chồng con sẽ thừa hưởng cái cơ nghiệp này mà tiếp tục phát triển mở mang cái nghề nuôi cá bè mấy đời nhà mình. Nồi nào thì úp dung đó. Con cũng nên hiểu rõ cái địa vị của mình chứ con. Nè anh Chính, anh làm gì ngồi thừ người ra vậy? Anh Chính. Không có gì. Tôi chỉ đang nhớ cái chuyện trước đây thôi. Mới đó mà đã 20 mấy năm rồi. Chắc là gặp lại tôi nên anh nhớ tới người xưa rồi chứ gì. Bậy. Làm gì có. Chuyện nó qua lâu rồi, đâu còn gì để lưu luyến nữa. Chẳng qua chỉ có đôi chút kỷ niệm thời trai trẻ mà, ai chẳng vậy. Lâu rồi không có nghe tin gì của cô Tư. Không biết bây giờ cô sống ra làm sao. Anh ở nguyên đây mà cũng không biết hả? Nghe nói cổ theo chồng đi làm ăn xa, bây giờ cũng không biết lưu lạc chỗ nào nữa. Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng gặp lại cổ lần nào hết. Nghĩ cũng tội nghiệp cho cổ. Đúng là mọi việc đều do trời định, không ai tránh được. Tôi cứ tưởng anh chị thành đôi thành lứa rồi chứ. Anh nói cũng phải, mọi chuyện đều do trời định hết. Chuyện đã qua có hối tiếc cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Ngoại ơi, ngoại. Cái con nhỏ này chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. Ngoại ơi, bữa nay á con nấu chè đậu á, ngoại với anh hai á ăn cho mát nha ngoại. Bữa nay nổi rảnh dữ ha, bày đặt nấu chè cho ngoại ăn nữa. Tại mấy đứa em họ của con tới chơi, sẵn có đậu á nên con nấu luôn. Ngoại, ngoại để đó con quét cho, ngoại ăn chè thử coi ngon không nha ngoại. Ngoại, ngoại thấy con nấu được không? Ngon lắm. Nấu với đường thốt nốt thơm thiệt á. Lấy chồng được rồi đó con. Con vừa quê vừa xấu, ai mà thèm lấy con ngoại. Quan trọng là mình sống sao cho có tình, có nghĩa. Con hiền lành, đảm đang như vậy, sợ gì không có người thương. Ngoại nói vậy phải không? Ngoại, anh hai gì chưa vậy ngoại? Nó về rồi, nhưng vừa chạy đâu đó không biết nữa. Lóng rài ngoại thấy nó cứ thẫn thờ, hay thở dài mà không biết có chuyện gì không. Con coi qua chơi, rồi lựa lời hỏi han nó thử coi làm sao. Chứ ngoại hỏi là nó nhất định không chịu nói. Dạ, con biết rồi ngoại. Ngoại, ngoại, ngoại ăn chè đi ngoại.
Còn quan sát gì đó, Liên Phượng? Thưa sư thúc, con vừa nghe tiếng động khả nghi trên mái ngói. Thính giác của con chưa được chắc lắm đâu, cũng như đường roi của con chưa phải là khổ luyện. Thưa sư thúc, tên mãi võ này quá là một kẻ có tài. Cứ thành thật nhận mình con dở, rồi từ đó mà tìm cách tiến lên. Đừng bao giờ đánh nói đến gọi của mình bằng cách. Ông đi nhậu nhẹt ở đâu mà giờ này mới mò về nhà? Nhậu ở đây không đã sao mà còn đi ra ngoài nhậu tiếp nữa hả? Thì bây giờ tôi về rồi nè, bà còn cằn nhằn cái gì nữa? Ông có giỏi á thì ông đi luôn đi, ông về nhà này làm gì nữa? Bà mà đuổi tôi á là tôi đi luôn rồi nghe. Tôi đi thiệt rồi nghe. Lúc đó đừng có khóc ha. Được rồi, tôi biết ông muốn đi lắm chứ gì. Nghe nhắc tới cô Tư Hồi của ông á là ông không có đành lòng, nên ông muốn bỏ nhà ông đi kiếm đó, phải không? Bà nói bậy bạ cái gì đó. Cái gì mà bậy bạ? Bộ tôi nói không đúng hả? Không phải bây giờ ông vẫn còn tơ tưởng tới người yêu cũ của ông sao? Tôi tơ tưởng hồi nào? Bà nói năng cho cẩn thận một chút. Còn cái nó nghe được, ông có hay đâu. Ông cũng biết sợ nữa hả? Ông dám làm, tại sao ông dám nhận? Trời ơi, bà làm ơn bà tha cho tôi đi. Chuyện qua mấy chục năm rồi, lúc nào cũng đem ra bới móc chì chiết, ai mà chịu nổi? Không chịu nổi thì sao? Ông đang tính kiếm cớ ông bỏ tôi để ông đi kiếm người tình cũ của ông chứ gì? Tôi biết mà. Trời ơi, ngó xuống mà coi, ông Chính Bè ông tính bỏ tôi nè. Ý gì, bà điên rồi? Tại sao trên đời này lại có cái người ghen tuông một cách vô lý như bà vậy? Thì cũng tại ông á. Nếu ông đàng hoàng như người ta thì tôi đâu đến nỗi phải như vậy. Cái gì? Ý bà nói là tôi không có đàng hoàng đó hả? Tôi làm gì bậy bạ có lỗi với bà chưa? Bà nói đi. Cũng khó nói lắm. Ông mà có lén lút làm gì mờ ám sau lưng tôi á, làm sao tôi biết được? Có ông trời biết thôi, ông biết không? Mặc kệ bà. Bà muốn nghĩ sao cũng được. Tôi đi ngủ đây. Bà thích thì bà cứ ngồi ở đây mà nặng chuyện suy diễn rồi ghen tuông đi. Đúng là đồ đàn bà. Mà lâu lâu người ta